Phần may mắn sẽ mỉm cười với những con giáp này vào ngày 6 tháng 1 năm 2023 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Xin chúc mừng những con giáp dưới đây bởi ngày 6 tháng 1 năm 2023 âm lịch chính là ngày đại cát dành cho các bạn. Bất cứ mong muốn nào của các bạn đều có khả năng cao thành hiện thực. Ngày hôm nay khi mới bắt đầu quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ về con đường công danh, tài lộc. Trong chuyện tình cảm, đối với những bạn đã lập gia đình thì hôm nay tình cảm vợ chồng của các bạn sẽ thêm gắn bó và khăng khít. Còn với những bạn đang trong tình trạng chăn đơn gối chiếc thì hãy biết nắm bắt cơ hội mà ra đường kiếm tìm người yêu, bởi bạn sẽ rất dễ gặp được người phù hợp trên đường phố, và đó là các con giáp Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi. Tuổi Sửu, ngày mới của tuổi Sửu đường sự nghiệp có tam hợp nâng đỡ nên công việc thuận lợi, thi cử, kinh doanh, khai trương tốt đẹp, nhiều tài lộc. Con giáp này hôm nay được quý nhân phù trợ, ai xuất ngoại làm ăn thì càng may mắn. Tuy nhiên, mặt tình cảm cũng may mắn không kém phần. Tuổi này sống biết điều, làm dâu hay làm rể cũng khéo sống, nội ngoại hai bên hôm nay có việc được nhờ. Mặt tài lộc chịu ảnh hưởng từ thiên tài, tốt cho những người chơi xổ số, đánh bài, làm ăn chóng vánh, nhưng nếu như không biết tiết kiệm, dấn thân vào mấy trò đỏ đen thì nhanh lụi tàn. Trong ngày hôm nay, sức khỏe của tuổi Sửu ổn định nếu bạn biết tránh xa những phiền nhiễu trong cuộc sống. Vấn đề của bản mệnh lúc này chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý mà thôi. Bạn nên theo đuổi một lối sống lành mạnh, không nên sử dụng điện thoại thường xuyên nữa. Và điều này khiến đời sống tinh thần của bạn được cải thiện đáng kể. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn, tử vi mùng 6 tháng 1 năm 2023 âm lịch dự báo, hôm nay bản mệnh nên vui mừng vì có chính tài trợ vận, đem lại tin vui liên quan đến chức vụ, lương thưởng, chế độ. Con giáp này cứ kiên trì với công việc mình đang làm, mặc kệ thiên hạ bàn tán thì sẽ có ngày khiến người ta phải nể sát đất. Được lục hợp cục nâng đỡ nên vận tình cảm khởi sắc hơn mọi ngày, gia đạo dễ có tin vui, người thân trong họ sắp đón thêm thành viên mới hoặc đón người từ xa về chơi vài ngày ở nhà bạn. Mà tiền bạc nhờ bản mệnh biết cách làm ăn, nhanh nhẹn nên tiền đẻ ra tiền. Bản chất con giáp này thích sống độc lập, ham kiếm tiền nên không chịu thua ai bao giờ về độ làm giàu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, công việc khởi sắc, đón nhận nhiều tin vui trong công việc nhờ tam hợp. Tuổi Tỵ rất chịu khó làm ăn bươn chải, cuối tuần vẫn ôm thêm việc vì tiếc, nhưng trời không phụ lòng người. Nhiều bạn sẽ ký được hợp đồng tốt, cứ kiên nhẫn là sẽ có tin tốt, đừng nóng vội. Điểm sáng trong ngày là đường tình cảm nhờ tam hợp cục chỉ đường, dẫn lối, nên ngoại giao tài tình, đi đâu cũng được người ta quý mến. Những bạn hôm nay phải gặp khách hàng, đón người nhà hoặc người yêu thì sẽ may mắn và hạnh phúc. Hôm nay là ngày thích hợp để gặp gỡ bạn bè, hàn huyên dăm ba câu chuyện vui đầu năm mới. Nhiều người có hẹn với người yêu đi chơi đâu đó gần nhà, tình cảm được hâm nóng lại sau thời gian có lục đục. Tuy nhiên vận tài lộc của tuổi Tỵ không được tốt, dễ mất tiền, mất đồ hoặc làm ăn không có lời. Từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn nhất nên cẩn thận, không được làm qua loa, người chịu thiệt sẽ là bạn. Những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân, tuổi Thân lên như diều gặp gió khi có chính quan đến trợ vận. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình, không gian phát triển vô cùng rộng mở. Đặc biệt là những người đang chờ tin tức từ thi cử, xin việc thì sắp có tin vui lớn. Tuổi này đón tin vui trong chuyện tình cảm, nhân duyên nở rộ không ngừng nhờ tam hội. Hôm nay có thể bạn sẽ gặp lại bạn bè cũ lâu năm, người thân từ xa về thăm nhà, tâm trạng được cải thiện hơn, ngủ ngon giấc hơn. Tiền bạc chỉ ở mức đủ tiêu nhưng vẫn ổn vì Thân là con giáp khôn ngoan, biết giữ của. Thời gian tới có khá nhiều khoản cần đến như là du lịch, thăm hỏi người ốm, đám cưới, nên nhớ tiết kiệm kẻo xoay không kịp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh, hộ thân,
giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Nay tuổi Tuất có tam hội chiếu cố nên sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Những bạn làm du lịch, buôn bán tự do thì được khách hàng ủng hộ, cứ mạnh dạn nhập thêm hàng mới. Sắp tới, những ai xuất ngoại làm ăn cũng khá thuận lợi và không gặp khó khăn cản đường. Xem tử vi mùng 6 tháng 1 năm 2023 âm lịch, cát tinh mang lại đời sống tình cảm rực rỡ cho con giáp tuổi Tuất. Những cặp đôi từng giận hờn thì nay có cơ hội lớn được hàn gắn yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại đối tượng bạn từng quen biết trong quá khứ, giữa hai bạn có thể nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về người này. Tuất nhận được tin vui tài lộc trong hôm nay chủ yếu là nhờ chính tài độ mệnh, lương thưởng ổn áp, nhiều người còn được bo thêm tiền hoặc có tiền thưởng nóng. Cứ nhiệt huyết với những gì mình đang làm thì thần tài sẽ chiếu cố cho bạn. Nhìn chung chỉ có phương diện sức khỏe là vấn đề rất đáng lưu tâm trong ngày này đấy con giáp tuổi Tuất nhé. Vì thế đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là từ giấc ngủ cho tới chế độ ăn uống của mình. Do sức đề kháng giảm nên bạn thường xuyên ốm đau. Nếu phòng tránh được từ đầu bằng việc thường xuyên ăn hoa quả, không bỏ bữa, ngủ đủ giấc thì bạn sẽ giảm bớt đi những lo lắng của mình. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi. Vận có chính ấn nên sự nghiệp hôm nay chủ yếu tập trung đến địa vị, quyền lợi, khách hàng, thi cử. Một lời khuyên đắt giá cho bản mệnh đó là càng khiêm tốn càng được quý nhân trợ giúp, càng khoe khoang càng dễ đánh mất cơ hội. Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ có tam hội chỉ đường dẫn lối. Tuy nhiên, con giáp đôi khi thường suy nghĩ nhiều và theo hướng tiêu cực. Là con giáp biết sống cho mình, người tuổi Hợi càng yêu đời hơn vì có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Công việc tuy đang có nhiều khó khăn nhưng bạn vẫn nhận được nguồn thu ổn định. Ngoài ra, bên cạnh thu nhập chính, con giáp nhận được các khoản ngoài lề từ tiền thưởng, quà cáp từ bạn bè, cấp dưới. Để đứng công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ 6 ngày 27 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Ất Dậu, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Tuyền Trung Thủy, ngày này thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp Sửu và tị thành kim cục, xung Mão hình Dậu, hại Tuất phá Tý tuyệt Dần, kỵ tuổi Kỷ Mão và Tân Mão. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!